chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Về lấy dao, lấy chậu, xong lấy đồ các thể loại để ra đây để làm ẩm thực cho bò nhà mình nhé mọi người nhá. Ôi, tí nữa mới ăn, tí nữa ăn sau nhé, tí nữa tao nộm rồi mới ăn, giờ không được ăn thì tao thái đó. Dạ ôi, nhà mình ẻo mời. Hôm nay có nhân một mình ở nhà nên phải tái cây chuối cho bò ăn mừng nhỉ. Hôm nay không đi cắt cỏ được nên phải tái cây chuối cho nó ăn. Con này nó mồm to, không cần phải thái mỏng đâu. Cần gì phải thái mỏng. Thái to to cũng được. Cho nó ăn đầy đủ, cho nó béo, nó lại sắp đẻ rồi. Baby bò. Trời, cái này là con nhẹ đấy mọi người ạ. Mình chỉ nói mình thái ra xong rồi để đi làm nộm cho nó ăn. Nhưng mà làm rồi còn nhẹ đấy. Như ngày trước á, kiểu đại gia nhưng mà khổ lắm. Đại gia nhá, sáng á, mở mắt ra đánh răng rửa mặt. Có hôm còn hết kem đánh răng, còn chả được đánh. Rồi, vác 30 triệu đi chơi ra đồng. Đến giờ, cứ đến giờ thì về. Nhưng mà không được hết. Tại vì hết là hết cả con bò đấy mọi người ạ. Cầm vào với con bò đấy. Dắt bò đi thả đồng ấy. Ngoài này khoái lắm, cố hội thả trâu thả bò ấy. Ai? Đâu? Tao không có sừng đâu mà đú. Mày dám cốc tao à? Mình phải dẫn các bạn đi thả bò mấy buổi mới đồi, mới đồng mới sướng. Cả mấy đồi nữa cơ, mấy đồi mình ngủ nhé. Thả phê nha. Thả bò nó chạy, thích chạy đâu chạy. Cho nó đi chạy với ăn với cả bò ở xã trên nha. Sao bắt đầu
mưa nó đi, sóng chớp nó đi với nhau. Sống mau đệ nha, mau đệ với cả mấy anh nữa nha. Đi câu về thì thôi rồi luôn, câu cá ấy. Dày quá. Người ta có cái máy phịch váy gì nhỉ? Phật. Một lúc nhiên mà nhằm vào đây chẳng có cả. Ta phải thái rồi. Nó làm kiểu nào nhỉ? Nó có cái máy tròn tròn này. Lúc có vắt. Một lúc nhiên luôn. Mà cái này cục quá. Cục xúc công thật, cục xúc thật. Làm món bây giờ bật mí luôn này, làm món nộm bột ngũ cốc dinh dưỡng cho để tâm bổ dinh dưỡng cho con bò nhà mình, chuẩn bị lên bàn mổ đấy mọi người ạ. Anh nhầm, bàn rể, bàn mổ là có thịt bò gác bếp đấy. Bàn rể không phải bàn mổ đấy, so. Thì mổ rể ấy, nhưng mà con này nó tự rể không phải mổ. Bên tây người ta có bò gì nhỉ, bò hở ruột bò gì nhỉ, bò hai lỗ đít đấy, mà có cái người ta quét cái lỗ này này, xong rồi thế là không biết là nó để như nào nhỉ, chắc là nó đến ngày nó để người ta lôi con ra. Lôi con ở ra nó bắt đầu cho bú à, xong đậy nắp à, thế nhìn như robot này, bò nhà mình bò thật đấy, không phải robot đâu. À, đầu tiên mình cho gì nhỉ, cho tẩm nêm nếm á, cho muối chút à, cho nó thêm đặc. Không biết bò, mẹ mình cứ bảo phải cho bò ăn muối, mà nó khôn lắm, phải có muối nó mới ăn được. Thì nêm muối trước này cho nó vừa vị này. Đấy. Xong bắt đầu mình thóc. Mình chưa cho thóc ăn bán thóc bao giờ đâu, nhưng mà thế thì cho con ăn ngô được. Con hôm nay nó bị gà hết ngô. Nhưng mà chắc là ngon mà. Đây là bột ngũ cốc dinh dưỡng. Mình thấy trong TV người ta quảng cáo ngũ cốc là tan gạt kề. Ngũ cốc cái sách à, cái đất gì. Tan gạt kề. Tao tao này, cái hạt đấy á, mình cần lấy cho viện ăn. Gà nhà mình chả thèm ăn đấy. Gà trọi mình á, phải ăn lúa, hạt to, quy năm. Ăn nó mới phê. Đây bắt đầu, cho người ta. Đây à, món của miền Nam. Người ta, trong miền Nam ta ăn. Trời ơi, lại còn xúc nữa. Miền Nam ta ăn đường nha mọi người ạ. Ta ăn đường thôi. Trộn, đây là trộn cám ngô. À không phải, ngũ cốc đấy. Ngũ cốc đấy, à thính đấy, thả thính. Tha thị. Thính ở nơi đâu lính bay lung tung. Ra là ngắm ít táo luôn. Với kem mờ là sao? Thôi rồi luôn. Ngắm ít táo. Băng. Thả thính cho bò này. Ăn cho nó tầm bổ, cho nó khỏe. Trời ơi. Nào, đừng có đạp vào lưng nha. Mà chùn lưng nhau nha. Ôp một cái này cho nó nhanh. Tào lao nhỉ. Chọc
cho nó tẩm ngấm gia vị mọi người ạ. Ui, êm lắm. Nhỏ bây giờ xáo lên. Xáo lên. Xáo lên. Cho nó hòa quyện tất cả với các hương vị, các loại món lòng tim gan phổi mề, à, các loại sụn chiếc như kiểu xáo bò ấy. Các bạn bị ăn xáo bò bây giờ chưa? À, món này đắt nhất của con bò đấy. Đủ các loại tinh túy của bò đã còn xáo ấy. Là một chú bò nữa. Xáo thức ăn bò. Đấy chưa? Trộn đều lên. Nhưng mà không biết nó có ăn không ấy. Nó mà ăn thì tốt. Xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này.
Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.